Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè, mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi rồi. Đúng rồi, còn nước nhiều là tạch lắc. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá hả? Cái vỏ cứng quá. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái màu. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó có luôn. Nước đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Trời ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại rồi. Tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô nha các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi. Để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi. Ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Và bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lọc xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm trong cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được.
Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nghe mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn, đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè, chứ hồi nãy nó cứng lắm, gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn, nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi, còn ở dưới để nó rã đông tiếp rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi, mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn, ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có 1 ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Mấy tiền đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức, nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Đấy, Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà Chí Dân nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, Chí Dân thử có ngon không? Nè, thử ngon mới ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, Chí Dân quay quay nói nè con. Không gì nói đâu tiền. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Rồi ăn thử nha. Dạ. Ơi. Ngoại. Cái đó có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa. Nhọn ghê. À, giống như hổm hổm nha, tại vì
Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát này các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Ăn, bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là thật đó. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá hả? Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể làm sao? Tao thấy ta đập cái một. Ừ ơi, kỳ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó có luôn. Nước rồi, có nước rồi. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Ừ. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè, có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô nha các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha.
vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn được sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Và bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lọc xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây nè. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Hơi xong xong. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có ba chí Dân nữa nè các bạn. Ba chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á.
Rồi, ra thử có ngon không? Nè, ăn thử ngon nó ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, chị Giang quay quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bắt tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến nghe nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi dù là múa. Nhọn ghê. À, giống như thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn, mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa, đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi, quên rồi, đi cũng lâu rồi mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn, gió quá chừng đám mây xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi bye bye, ăn bye bye. Bye bye, ăn bài cốc chấu. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắc. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể làm sao? Có thấy ta đập cái màu. Từ từ sắp được rồi nè các bạn, nó hơi cứng nha, hơi khó thôi nhưng mà cũng được. dễ thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ, cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó luôn đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à.
À, tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè, đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn vừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lọc xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. À, đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to.
Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha, cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, ra thử có ngon không? Nè, thử ngon mới ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Giang quay quay nói nè con. Ngon gì nói rồi tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến nghe nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm như ăn Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn, mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa, đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Trưa ăn vậy mát mà ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắc. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không để. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á.
Cứng quá hả? Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Tao thấy tao đập cái một. Ủa ơi, kỳ vậy? Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó có luôn. Nước rồi, có nước rồi. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Trời ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là vừa sáp. Ừ, vừa sáp có rồi. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ăn đá các bạn. Nên mình bỏ ăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Ừ. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Ra một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô nha các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi. Để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi. Ra đây ngồi ăn được sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Và bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lọc xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. À, đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá. Nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn.
ngon lắm. Bây giờ bỏ đường vô được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bà sữa vô. Bà sữa đặt vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có ba chí Dân nữa nè các bạn. Ê, chị Dân ngồi ghế đợi á. Chị Dân ăn nha. Chị Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà kia ăn nha. Chị Dân ngoan lắm á. Rồi chị Dân thử có ngon không? Nè, thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, chị Dân quay quay nói nè con. Ngon gì nói rồi tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó làm sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngon. Phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa. Nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Nói vậy. Ừ. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Trưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Dân, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình
lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không để. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái một. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó. Cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô nha các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lọc xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Ừ,
dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nghe mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn, dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè, chứ hồi nãy nó cứng lắm, gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có 1 ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bà sữa vô, bà sữa đặt vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Ê, chị Dân ngồi ghế đợi á. Chị Dân ăn nha. Chị Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà khen nha. Chị Dân ngoan lắm á. Rồi, chị Dân thử có ngon không? Nè, thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, chị Giang quay quay nói nè con. Không gì nói tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngon. Phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa. Nhọn ghê. À, giống như hổm hổm thì ăn Trà Vinh vậy. Nó vậy. Ừ. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon.
Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Giỏi. Bye bye. Bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không để. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá hả? Cái vỏ cứng quá. Sao giờ nó không bể đâu sao? Tao thấy ta đập cái một. Trời ơi, kỳ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì ra so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó có luôn. Nước đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Trời ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À, tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn.
đây có gió là sẵn có ba giỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong rồi phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Hơi xong xong. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, ra thử có ngon không? Nè, thử ngon, nó ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Giang quay quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó làm sao? Anh nghe nó làm sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó.
ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có da nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi dùng là múa. Nhọn ghê. À, giống như thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn, mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa, đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi, quên rồi, đi cũng lâu rồi mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn, gió quá chừng đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi bye bye, bye bye, bye bye cô chú. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè, mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi rồi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái một. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì ra so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè, có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa.
Đang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình đang lửa nhỏ từ từ nha. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn được sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đặt nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá.
xong xong. Đây là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có ba chiếc dân nữa nè các bạn. Ba chiếc dân ngồi ghế đợi á. Ngoan giỏi nha, cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bạc văn nha, văn ngoan lắm á. Rồi văn thử có ngon không nè, thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao, giờ con quay rồi lát ăn sao. Ngon quá. Ngon hả? Nè chị Văn quay quay nói nè con. Ngon gì nói đồng tiền nha. Sao không có bớt tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngon. Phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử à, nha. Dạ. Ơi, ngoại, cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa, nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn tại Vinh vậy. Nói vậy. Ừ, thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám màu xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể làm sao? Tao thấy tao đập cái một. Trời ơi, kỳ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ,
Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ? Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Ừ. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè, có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. À, đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn.
Tiếp theo mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, ra thử có ngon không? Nè, thử ngon nó ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Giang quay quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó làm sao? Anh nghe nó làm sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Có ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến nghe nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử à, nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi dù là múa. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi rồi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắc.
Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không để. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể đâu sao? Tao thấy ta đập cái một. Ừ ơi, kỳ vậy. Từ từ. Chắc được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là vừa sáp. Ừ, sáng có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Ừ. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè, có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng, ra một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn nó ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. À, đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn.
nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn, nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi, còn ở dưới để nó rã đông tiếp rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi, mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn, ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bà sữa vô, bà sữa đặt cho nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Hơi xong xong. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bác Chí Dân nữa nè các bạn. Mày chỉ dần ngồi ghế đợi á. Chỉ dần ăn nha. Chỉ dần ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chỉ dần ngoan lắm á. Rồi, chỉ dần thử có ngon không? Nè, ăn thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon nè. À, chị Giang quay quay nói nè con. Không gì nói tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Y chang hay chăng? Dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Trưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên
Shopee nè. Giò sáp này nè, mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc giò sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc giò sáp nha các bạn. Giò này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá hả? Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái một. Ủa ơi, kỳ vậy? Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À, tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn nó ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha.
dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn, đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè, chứ hồi nãy nó cứng lắm, gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn, nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi, còn ở dưới để nó rã đông tiếp rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi, mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn, ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có 1 ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bỏ sữa vô, bỏ sữa đặc cho nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức, nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong hả? Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Ấy chị Dân ngồi ghế đợi á. Chị Dân ăn nha. Chị Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chị Dân ngoan lắm á. Rồi, chị Dân thử có ngon không? Nè, thử ngon mới ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, chị Giang quay quay nói nè con. Không gì nói tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Rồi ăn thử à, nha. Dạ. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi luôn là múa. Nhọn ghê. À, giống như hổm hổm như ăn Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon.
Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắc. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao không, giờ nó không bể là sao? Tao thấy ta đập cái một. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Đau quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô nha các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn.
đây có gió là sẵn có ba giỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá đó. Mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đá. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Hơi xong xong. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, ra thử có ngon không? Nè, thử ngon nó ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Giang quay quay nói nha con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Rồi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó.
ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Dù là múa. Nhọn ghê. À, giống như thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn, mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa, đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi, quên rồi, đi cũng lâu rồi mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát này các bạn, gió quá chừng đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi bye bye, bye bye, bye bye các chú. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè, mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi rồi. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắm. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chiên nghẹt mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Tao thấy ta đập cái một. Ơi, vậy? Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa.
càng loại nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang loại nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn vừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá.
xong. Vậy là xong hả? Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có ba chiếc dăn nữa nè các bạn. Ba chiếc dăn ngồi ghế đợi á. Ngoan giỏi nha, cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bạc văn nha, văn ngoan lắm á. Rồi văn thử có ngon không nè, thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè chị văn quay quay nói nè con. Ngon gì nói là tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó làm sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Bà ơi, ngoại cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là phải có. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái một. Ừ ơi, từ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ.
Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ? Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp có rồi. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè, có trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Đây mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Được không? À mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn.
Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, Chí Dân thử có ngon không? Nè, ăn thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, Chí Dân quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bắt tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó làm sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Mà phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Y chang hay chăng? Dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là ở trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có. Đúng rồi, còn nó nước nhiều mà phải có.
Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không để. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể làm sao? Có thấy ta đập cái màu. Ừ ơi, kỳ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Sầu riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, vừa sáng có rồi. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Ừ. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có ăn trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Ra một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi. Để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi. Ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. À, đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Rồi. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn.
Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Bây giờ bỏ đường vô được không? À, mẹ bỏ đường vô nha. Trưa nắng mà có 1 ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Mới tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nghiễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Ừ. Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà Chí Dân nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi Chí Dân ăn thử có ngon không? Nè, ăn thử ngon nó ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? À, Chí Dân quay quay nói nè con. Không gì nói tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngon. Phải chế biến nghe nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Ừ. Rồi ăn thử đó nha. Dạ. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Đi chăng hay chăng không? Đi luôn là múa. Nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá à. Trưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên
Shopee nè. Giò sáp đây nè, mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc giò sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc giò sáp nha các bạn. Giò này mua trên Shopee nè, mình thấy người ta bán trên Shopee á nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có hơi hơi thôi. Đúng rồi, còn nước nhiều là phải lắc. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chuyên nghiệp mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao không, giờ nó không bể làm sao? Có thấy ta đập cái một. Ủa ơi, kỳ vậy? Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ, dễ. Thì ra so với sầu riêng mà chưa chín cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À, tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có một trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngay các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á. Vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để đây có gió là sẵn có ba vỏ luôn. Đó, gió bay. Lập xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha.
Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thao đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nghe mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông, nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn, đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè, chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. Bỏ đường vô được không? À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có 1 ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Mới tìm đập đất. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đập nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng lên nhìn hấp dẫn quá. Vậy là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Dạ, chị Dân ngồi ghế đợi á. Chị Dân ăn nha. Chị Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chị Dân ngoan lắm á. Rồi, chị Dân ăn thử có ngon không? Nè, ăn thử ngon mới ngon nha. Nè mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi. Lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Dân quay quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bỏ tiền rồi. Giỏi. Vậy nó sao? Anh nghe nó là sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngọt. Phải chế biến vậy nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Ừ. Rồi ăn thử đó nha. Bà ơi, ngoại cái lớp có gai nhọn hay chăng? Y chang hay chăng không? Dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn ở Trà Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn.
Ngon quá à. Trưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn. Gió quá chừng. Đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi. Giỏi. Bye các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm món dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này là mình mua ở trên Shopee nè. Dừa sáp này nè. Mình mới nhận được nè. Còn đây là mình chuẩn bị đậu phộng với lại sữa để làm. Bây giờ mình lọc dừa sáp nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ lọc dừa sáp nha các bạn. Dừa này mua trên Shopee nè. Mình thấy người ta bán trên Shopee á, nên mình mua thử. Mình có ăn một lần rồi, đi cái đợt đi Trà Vinh lãnh bằng á, ăn một lần rồi. Tới nay nghe thèm quá nên lên mạng tìm mua. Không biết là trong ruộng nó như thế nào. Lắc có nước không mẹ? Có. Đúng rồi, còn nó nước nhiều là tạch lắm. Rồi bây giờ mẹ mình đập nha các bạn. Trưa gió mát quá chừng. Không bể. Không có chiên nghẹt mà. Từ từ. Cứng lắm á. Cứng quá à. Ừ, cái vỏ cứng quá. Ừ. Sao giờ nó không bể là sao? Có thấy ta đập cái màu. Ủa ơi, kỳ vậy. Từ từ. Sắp được rồi nè các bạn. Nó hơi cứng nha, hơi khó. Hơi khó thôi, nhưng mà cũng được. Dễ. Dễ. Thì so với sầu riêng mà chưa chín, cái nào dễ hơn mẹ. Cái nào cũng khó đó. Riêng chưa chín mà khui cũng khó, cái này cũng khó à, luôn. Đó. Đó. Từ từ mẹ, từ từ. Ừ, ơi. Ngon quá. Có nước đâu. Không có miếng nước nào hết. Nhưng mà là dừa sáp. Ừ, dừa sáp. Có nước đông lại rồi chứ không phải không có nước. Đông lại à. À, tại vì cái người bán dặn mình là chưa ăn nên bỏ cái ngăn đá các bạn. Nên mình bỏ ngăn đá nên nước nó đông lại nè. Nó đông lại hết luôn, cái gì cũng đông lại hết luôn. Dừa cũng đông luôn. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Nè. Đậu phộng hồi nãy mình thấy nhiều quá nên mình bớt lại nè. Có một trái dừa nên mình bớt lại nửa đậu phộng. Rang một nửa. Rang lửa nhỏ, bỏ một ít xíu muối vô ngang các bạn. Mình rang lửa nhỏ từ từ nha. Nên được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó nguội xong mình lọc vỏ nha. Vàng đều hết nè, thơm nữa nè. Rồi, để tí xíu nguội mình lọc nha. Đậu phộng nguội rồi nè các bạn, bây giờ mình lọc vỏ nha. Trưa mát ra đây ngồi, ra đây ngồi ăn dừa sáp mát lắm á.
vàng hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ để đây có gió là sẵn có ba giỏ luôn. Đó, gió bay. Lợp xong rồi nè các bạn, rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình đổ ngược lại cái nồi để mình đâm ra cái nồi nha các bạn. Rồi. Để đây đâm mới được. Xong rồi nè các bạn. Đó, vậy là xong phần đậu phộng ha. Dừa sáp nó đã rã đông rồi nè các bạn. Nghe lạ lạ phải không? Rã đông dừa sáp. Bây giờ nó mềm rồi nè. Đậu phộng thì cũng đã chuẩn bị rồi. Mình chuẩn bị thau đá, đường và sữa. Bây giờ mẹ mình sẽ múc dừa sáp nha các bạn. Nè mẹ. Nghe là chủ shop, chủ của cái shop của mua mà ở trên Shopee á, là mua dừa sáp xong phải bỏ ngăn đá, nên mình bỏ ngăn đá mà mình quên cái thời gian rã đông. Nên lúc nãy đập ra là nó đông cái nước hết rồi các bạn. Dừa nó cũng đông luôn. Đợi nãy giờ nó mới rã đông ra nè, mới múc được nè. Chứ hồi nãy nó cứng lắm. Gió mát quá nè các bạn. Nó còn cứng ở lớp dưới nên mẹ mình cạo ở lớp trên nè các bạn. Nhưng mà cũng đủ 2 ly rồi. Còn ở dưới để nó rã đông tiếp. Rồi bắt đầu mình ăn tiếp nha. Sơ sơ cũng được 2 ly rồi. Mình có ăn thử rồi, nó vị nó béo lắm các bạn. Ngon lắm. À, mẹ bỏ đường vô. Trưa nắng mà có con ly dừa sáp này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bỏ sữa vô. Bỏ sữa đặc vô nha các bạn. Tiếp theo mẹ mình sẽ bỏ đá nha. Tại vì em bé ngủ nên không có dám đặt nhuyễn, sợ em bé nghe em thức nên nó đá hơi to. Mình quay clip do có em bé nhỏ nên là cũng không có sắp xếp được như là ý muốn, mong các bạn thông cảm nha. Tranh thủ em bé ngủ lúc nào mình sẽ quay được lúc đó thôi. Bây giờ tiếp theo sẽ bỏ đậu phộng. Ôi, có đậu phộng nhìn hấp dẫn quá. Đây là xong rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức 2 ly dừa sáp được rã đông cùng với hai mẹ con mình nha. Có bé Chí Dân nữa nè các bạn. Bé Chí Dân ngồi ghế đợi á. Chí Dân ăn nha. Chí Dân ăn ngoan giỏi nha. Cho mấy cô chú anh chị ông bà thấy ông bà ăn nha. Chí Dân ngoan lắm á. Rồi, da thử có ngon không? Nè, thử ngon, nó ngon nha. Nè, mẹ ăn ly của con đi, lát con ăn sao? Giờ con quay rồi, lát ăn sao? Ngon quá. Ngon hả? Nè, chị Giang quay quay nói nè con. Ngon gì nói cho tiền nha. Sao? Không có bớt tiền rồi. Giỏi.
Vậy nó sao? Thì giống kẹo dẻo. Đúng rồi. Giống kẹo dẻo hả? Giờ sáp là nó dẻo vậy đó. Nó dẻo mà nó béo vậy đó. Nó ngọt không? Ngon lắm. Ngọt. Phải chế biến nghe nè, chứ ăn không thì nó cũng hơi ngán. Chế biến vậy ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử đó nha. Dạ. Trời ơi. Ngoại. Cái lớp có gai nhọn hay chăng? Y chang hay chăng không? Dù là múa nhọn ghê. À, giống như hổm hổm mình ăn tại Vinh vậy. Thì ở Trà Vinh là mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Mua trái dừa sáp ở trong cái quán mà không biết đó phải cầu kè không nữa. Đi ngang thấy người ta bán thì ngừng vô ăn thôi. Quên rồi, đi cũng lâu rồi. Mà lâu lâu cũng nghe thèm lại nên mình mua về mình làm ăn. Ngon quá. Chưa ăn vậy mát phải ngon. Trưa gió mát nè các bạn, gió quá chừng đám rau xanh nè. Rồi chắc mình xin dừng video ở đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Rồi bye bye, bye bye, bye bye, giỏi quá, bye các bạn nha, bye bye.